Mới đây, theo báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội quý 3 và 9 tháng, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, số vụ tai nạn giao thông đến thời điểm này được ghi nhận tăng hơn so với cùng kỳ. Mới đây, theo báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội quý 3 và 9 tháng, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, số vụ tai nạn giao thông tính đến thời điểm này được ghi nhận tăng hơn so với cùng kỳ. Theo báo cáo về tình hình an toàn giao thông Tính chung 9 tháng của năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 17.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.045 người, bị thương 13.167 người. So cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 7,2%, số người chết giảm 9,7%, số người bị thương tăng 17,4%. Bình quân một ngày trên địa bàn cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 48 người. Tính riêng trong tháng 9, từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 đến 25 tháng 9 năm 2024, cả nước đã xảy ra 1.760 vụ tai nạn giao thông làm chết 906 người và bị thương 1.252 người.